Câu lạc bộ của cầu cử cùng tất cả quý vị có mặt ở đây được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ngày mai đến dự lễ phép kính chào lời chào trân trọng nhất. Bọn giặc gầm lên chồng mày đâu, đồng đội mày đâu, chỉ trong đầu tôi không biết. Thành chỉ huy hắn thàm đã nặng bắn. Thank you.
nhìn nắng ai xứ sở đầy sâu thẳm qua lũ giặc không làm sao hiểu được lòng mỗi chiến công đổi bao xương máu.